đi du lịch Malaysia hiện nay đã rất dễ rồi cả nhà ơi, không khác gì trước dịch luôn. Nhân dịp Malaysia gỡ bỏ hết các quy định về kiểm dịch, mình làm chuyến sang Malaysia chơi và lựa chọn chuyến bay với hãng Skybox của Vietjet. Trước chuyến bay là giây phút thư giãn trong phòng chờ thương gia Le Saigon Air ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay này mình cũng thưởng thức món đặc trưng của nước bạn, đó là cơm dừa hay là nasi lemak. Các bạn cùng theo dõi chuyến bay này với Travip nhé. Xin chào các bạn, lại là Travip đây. Hôm nay thì Travip còn một chuyến bay nữa, đây là chuyến bay thứ hai của Travip trong tháng 9. Và nói chung là thời gian trước thì mình cũng nghỉ ngơi khá là nhiều, cho nên là thời gian này mình để sẽ bay đi lại nhiều hơn. Và hôm nay thì mình sẽ bay đi Kuala Lumpur. Và đây là lần thứ hai mình bay đi Kuala Lumpur sau dịch ha. Và lần trước thì mình bay đi Penang rồi, thì lần này mình sẽ bay đi Kuala Lumpur. Và hôm nay thì mình sẽ bay với hãng Skybox của Vietjet. Bây giờ thì mình vào làm thủ tục đó ha. Chuyến bay dự kiến khởi hành lúc 9 giờ 25 sáng. Đây, sân bay lúc này là 6 giờ 40 sáng nhưng mà cũng rất là đông người đi máy bay. Rồi, vật liệu đầu tiên thì mình sẽ đến cái bảng thông tin điện tử ở đây để mình xem chuyến bay của Vietjet đi Kuala Lumpur làm thủ tục ở đảo nào nha. Đây, chuyến bay VJ825 đi Kuala Lumpur Vietjet làm thủ tục ở đảo G. Đảo G. Phía bên này. Đây, và đây là thông tin cho bạn nào sắp tới đi Singapore ha. Từ ngày 22 tháng 9 thì Vietjet sẽ mở quay làm thủ tục tại nhà ga T4 sân bay Changi. Chuyến này mình đi với hãng Skybox. Nếu bạn là người xem yêu máy bay lần đầu, mình nói sương sương về quyền lợi của hãng Skybox nhé. Đó là được làm thủ tục ở quầy ưu tiên, có tiêu chuẩn 10kg hành lý xách tay và 30kg hành lý ký gửi, được gắn thẻ hành lý ưu tiên và được mời vào phòng chờ hạng thương gia trước chuyến bay, được ưu tiên lên máy bay hoặc là có xe riêng đưa đón trước và sau chuyến bay. Ok, thì mình đã làm thủ tục xong rồi và bây giờ mình đã nhận được một thẻ lên máy bay và một phiếu vào phòng chờ. Thì hiện nay các bạn đi du lịch Malaysia cực kỳ dễ luôn. Chúng ta không cần phải khai báo y tế hay là xuất trình ra tiêm vaccine gì cả. Kể cả các bạn chưa tiêm vaccine, các bạn đi được luôn ha. Và mọi thứ đã bình thường như là đi trước dịch rồi. Cho nên bạn nào có ý định đi du lịch Malaysia thì các bạn cứ đi nha. Không cần khai báo, cũng không cần chứng nhận vaccine gì hết. Bây giờ thì JVIP sẽ vào làm thủ tục xuất cảnh, an ninh soi chiếu và sau đó thì lên phòng chờ, Le Saigon Air. Và đi Malaysia các bạn cũng cần lưu ý thêm là hộ chiếu còn hạn ít nhất là 6 tháng và trong hộ chiếu còn ít nhất là một trang trắng nha. Rồi, bây giờ mình đã làm thủ tục xong rồi, mình sẽ vào phòng chờ. Và đây, hôm nay mình sẽ vào phòng chờ Le Saigon Air thì mình sẽ đi lên tầng 3 ha, bên này. Rồi, để đi lên phòng chờ Le Saigon Air thì mình sẽ đi lên lầu 3 nha các bạn. Cái chỗ, cái tầng mà có Burger King rồi các quán ăn này kia đó. Đây nè. Và có một cái lưu ý cho các bạn đó là hiện nay thì là số lượng chuyến bay quốc tế đi từ Tân Sơn Nhất rất là đông nha các bạn. Hôm nay là mình đi Skybox mà còn phải xếp hàng rất là lâu qua cửa an ninh soi chiếu, xuất cảnh này kia cũng gần một tiếng hồ. Và nếu như các bạn không đi Skybox thì các bạn phải xếp hàng lâu nữa, cho nên mình khuyên các bạn là nên ra sân bay sớm nha. Và tốt nhất đối với chuyến bay quốc tế thì hãy ra sân bay trước giờ bay 3 tiếng đồng hồ. Phòng chờ Le Saigon Air ở ga quốc tế sở hữu góc nhìn ra đường băng và sân đổ cực thoáng nên ngồi ngắm máy bay ở đây không còn gì tuyệt vời hơn. Phòng chờ có đầy đủ khu vực bàn cao bàn thấp phù hợp cho nhu cầu ăn uống hoặc ngồi thư giãn. Một góc thư giãn yên tĩnh khác của phòng chờ có ghế massage hay như một góc khác có máy tính, máy in để hành khách có nhu cầu làm việc có thể sử dụng. Thank you.
Về đồ ăn trong phòng chờ thì vẫn như mọi khi, rất đa dạng với các món nhẹ và món nóng. Thực đơn có các món từ món Việt cho tới các món Á Âu khác. Tráng miệng có đầy đủ các món từ bánh, trái cây cho đến chè. Thức uống thì cũng vậy. Còn mình thì tập trung sự chú ý vào khu vực quầy bánh canh. Rồi, buổi sáng hôm nay trong phòng chờ thì có bánh canh nè các bạn. Mình thấy khá là ngon. Đây. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ăn sáng ha. Nói chung là buổi sáng mình thích những cái món có nước như là bún, phở, bánh canh này kia các bạn. Ăn rất là dễ chịu vào buổi sáng. Và hôm bình thường thì mình thấy có phở nhưng mà hôm nay thấy có bánh canh nên mình thấy cũng khá là thú vị. Để xem nước dùng như thế nào nha. Nước dùng ổn nha các bạn. Hương vị nó hơi ngọt theo kiểu trong miền Nam á, nhưng mà ăn rất ngon. Mình lại quen ăn đồ miền Tây nó ngọt ngọt, ngon các bạn. Cho thêm xíu giá rồi nha các bạn. Rồi đến giờ khởi hành rồi, bây giờ mình sẽ xuống cửa 25 để khởi hành. Khu vực nhà hàng trên tầng 3 bây giờ đã rất là nhộn nhịp rồi các bạn. So với cái lúc mà vừa mở cửa quốc tế xong thì bây giờ là trên này rất là nhộn nhịp rồi cho các bạn, đầy đủ các hàng quán. Rồi, ở đây như thường lệ thì vẫn là cái khu vực bán đồ miễn thuế. Cửa của mình là cửa số 25 thì mình nghĩ là chắc là đi sâu xuống dưới kia chút xíu. Hành khách khởi hành từ cửa 25 sẽ được đưa ra máy bay bằng xe buýt. Mình ra máy bay bằng xe riêng vì đi hạng Skybox và cũng là hành khách đầu tiên lên máy bay. Hôm nay mình bay với một chiếc Airbus A321 và khi bay Skybox thì các bạn có thể lựa chọn ngồi hàng 1 hoặc hàng 2. Mình thì luôn ưa thích chọn hàng 2 vì tay ghế có thể nhấc lên được và có không gian để đồ ở dưới ghế phía trước, dễ dàng lấy ra cất vào trên chuyến bay. Nhưng mà cũng có những hành khách lại thích ngồi ghế hàng đầu hơn vì cái chỗ duỗi chân nó rộng rãi hơn. Và trước chuyến bay thì hành khách hạng Skybox cũng được phục vụ khăn ướt và thức uống. Mình lướt qua thực đơn để xem lát bay sẽ ăn gì. Máy bay được đẩy lùi để xuất phát. Cảm ơn cái vẫy tay chào của những bạn nhân viên kỹ thuật nha, và cũng cảm ơn các bạn vì chuyến bay an toàn. Máy bay cất cánh trong thời tiết đẹp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian bay được phi hành đoàn thông báo là 1 giờ và 40 phút. Múi giờ ở Kuala Lumpur là GMT cộng 8, đi trước Việt Nam 1 tiếng. Sau khi máy bay ổn định độ cao thì mình được các bạn tiếp viên đưa phiếu yêu cầu về bữa ăn, bao gồm món nóng, đồ ăn nhẹ và các loại thức uống. Và với chuyến đi Malaysia này, mình quyết định ăn món cơm dừa Malaysia hay là nasi lemak. Về thức uống thì mình chọn một chai nước ổi và đồ ăn nhẹ là một hộp bánh que. Không lâu sau đó, bữa ăn của mình và bạn quay phim cũng được phục vụ tại ghế. Bạn quay phim của mình chọn một phần bánh chưng chà bông, nhìn cũng thèm cái đó. Mình thì mê mấy cái món nếp và tinh bột nha. Với thức uống thì bạn quay phim chọn một chai nước cam Teppi và một ly cà phê sữa đá. Trên khi ăn cũng có trứng luộc và túi hạt maca nho khô theo tiêu chuẩn Skybox.
Còn mình thì như lúc nãy mình nói là mình chọn món cơm dừa Malaysia hay là nasi lemak. Cơm dừa Malaysia được nấu cùng nước cốt dừa, lá dứa. Có nhiều phiên bản cơm dừa và một trong số đó là phiên bản được dùng với cá cơm, trứng luộc. Gà được tẩm ướp gia vị theo kiểu Malaysia đậm đà. Người Malaysia thường ăn nasi lemak cho bữa sáng. Và đồ kiểu Malaysia hồi đầu mình ăn thì không quen lắm, nhưng mà đi cỡ gần 20 lần rồi thì ăn thấy quen và ghiền luôn. Nasi lemak cũng có thể coi là món quốc hồn quốc túy của Malaysia. Ăn sáng ở khách sạn ở Malaysia thì đôi lúc các bạn cũng có thể bắt gặp món này nhé. Và cùng với cơm chiên Thái, bún xào Singapore thì cơm dừa Malaysia nằm trong các món Đông Nam Á có trong thực đơn xưa giờ của Vietjet. Sau bữa ăn thì các bạn tiếp viên phục vụ mình cà phê sữa đá và bánh que như mình yêu cầu trước đó. Và trước bữa ăn thì mình cũng có yêu cầu là đem cà phê ra sau bữa ăn. Ăn xong, nghỉ ngơi một xíu thì máy bay cũng gần đến Kuala Lumpur rồi, phi hành đoàn chuẩn bị cho việc hạ cánh. Thời tiết ở Malaysia cũng khá là ổn, trời nhiều mây nhưng mà vẫn có chút nắng. Máy bay hạ cánh và lăn vào nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur và cập vào ống lồng. Rồi, bây giờ mình hạ cánh xuống nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Kuala Lumpur, và vì đi hãng Skybox nên mình là người hành khách được rời máy bay đầu tiên. Và bây giờ thì mình sẽ vào làm thủ tục nhập cảnh đó ha. Máy bay cập vào ống lồng ở nhà ga Satellite, và từ đây mình sẽ đi tàu điện sang nhà ga chính để làm thủ tục nhập cảnh. Các bạn cứ đi theo biển chỉ dẫn đến Aerochain hoặc là Immigration để đến được khu vực nhập cảnh nha. Rồi, bây giờ mình đã đến cái chỗ Aerochain, là cái chỗ mà đi tàu. Thì từ đây mình sẽ đi tàu qua bên nhà ga chính nha, để mình làm thủ tục nhập cảnh. Bởi vì ở lúc mình vào đây là mình vào nhà ga Satellite. Và đây là tàu sẽ đưa mình từ nhà ga Satellite sang nhà ga chính nha các bạn. Đây, tàu đến rồi. Quãng đường đi tàu điện giữa hai nhà ga cũng là lúc mà các bạn có thể ngắm máy bay đang đậu trên sân đổ qua cửa kính lớn của tàu điện nhé. Tàu chạy một chút thôi thì đã qua tới nhà ga chính rồi.
Rồi, từ đây các bạn cứ đi theo cái chữ, cái biển chỉ dẫn immigration đó nha, là mình có thể mình xuống được cái chỗ mà để làm thủ tục nhập cảnh. Đây, cứ đi theo cái chữ immigration nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái băng truyền hành lý E, là băng truyền mà mình sẽ nhận hành lý cho chuyến bay VJ825 từ thành phố Hồ Chí Minh sang Kuala Lumpur. Và đây là băng truyền E đây rồi các bạn. Và thủ tục nhập cảnh rất là dễ dàng nha các bạn. Và bây giờ thì mình đã nhập cảnh xong rồi. Và nhập cảnh xong rất là nhanh chóng, họ cũng không hỏi gì cả, họ chỉ đóng dấu cho mình và qua thôi. Và hiện nay thì đi du lịch Malaysia đã rất dễ dàng rồi các bạn. Các bạn không cần phải khai báo y tế, các bạn không cần phải xuất trình mũi tiêm vaccine, và các bạn cũng không phải khai báo nhập cảnh, không phải khai báo bất cứ gì cả. Đi rất dễ dàng, và nếu các bạn có dịp thì đi liền Malaysia để chơi nha. Và sau khi mà hạ cánh và đến Malaysia xong thì Mobifone có nhắn cho mình một cái tin giới thiệu các cái gói cước chuyển vùng quốc tế, gói data nha các bạn. Đó thì mình vừa đăng ký cái gói Super Data 500.000 này nè, được 10GB. Đó thì mình cũng đăng ký cái này để mình không phải mua SIM mới, không phải thay SIM ra vào mất công, mà mình vẫn giữ cái SIM này, mình liên lạc với mọi người Việt Nam ha. Đó thì bây giờ mình lấy hành lý xong rồi, mình về khách sạn thôi. Như vậy là chuyến vừa hoàn thành chuyến bay với hãng Skybox của Vietjet từ thành phố Hồ Chí Minh đi Kuala Lumpur. Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá Malaysia. Các bạn nhớ theo dõi các vlog tiếp theo của Travip nha.